đi muốn phải. Mấy con ngốc cho tao fucking nghe xa đi rap là sẽ đi muốn có một đôi cánh cùng một tinh thần. Tất cả điều tao có là điều mày cần. Quyển sách viết về đời tao ngày càng dày dần. Nhưng nghe tao đốt nó cho mày hiểu rằng hôm nay nếu tao đi liệu có thằng nào nhé. Hôm nay nếu tao đi với mày là giấc mơ. Hôm nay nếu tao đi thì ta sẽ đi đâu? Ta cứ đi và đến một nơi mà sẽ không có mày là mày đó homie. Mày stop, ta cứ stop là homie. Mày quay, ta cũng quay là homie. Có thể tao là thiên tài trong cái việc rap, nhưng chẳng bao giờ tồn tại mãi mãi tâm hồn và xa vời. Ok, ngày mai tôi lại không xa, 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 xa. Em xin tôi đi, đi về một nơi là một nơi I'm sorry, I'm green fire. Ngày mai tôi lại không xa, 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 xa. Em xin tôi đi, đi về một nơi là một nơi I'm sorry, I'm green fire. Dù làm bạn còn đêm là tình nhân, mỗi cuối cùng mình những bữa cơm thì là bình dân. Đủ mãi có chén rượu mới biết ai hình nhân. Đem hàng đến cho anh em ta làm tại chợ. Sao mày giận, tao mày hận, tao mày nói đúng. Rap là game lùn, nó chỉ biết nói chứ đéo thể làm. Vậy stop, tao sẽ mất tích, không một dấu vết. Đến lúc đó anh sẽ giải thích tại sao việc rap chết. Tao bắt đầu tìm đến cuộc sống của những emo, tập làm quen với những giọt máu Ricardo. Ích kỷ để tồn tại, chết đi để hồn lại. Tất cả những gì còn lại thu hẹp trong khoảng thời gian còn dài. Dừng lại là vì cũng đã đến lúc. Gừng càng già thì vị ngọt càng cay. Các bố già thì cũng đã hết sức. Ngộ được bao nhiêu là điều đáng cay.